Hello, chào anh em, chào mừng em đến với channel YouTube của mình nhá. Sau này mình sẽ tiếp tục trở lại với săn hũ tiếp anh em nhá. Với mức vốn này mình mang vào 2 máy đấy anh em ạ. Đó, với mức vốn khá lớn anh em nhá. Thì mình sẽ vào phòng luôn lớn mà anh săn anh em ạ. Ở đây thì hiện tại mình sẽ săn với mức khởi điểm 250 anh em ạ. Đó, thì những ngày qua mình đã săn mức vốn từ 500k đến 1,5m và đã thành công rất nhiều rồi anh em nhá. Hôm nay mình sẽ quyết định anh em ạ. Rồi anh em ơi, như vậy đã về hũ đầu tiên cho mình quá ok anh em ạ. Đó, trời ơi, 250 về với 2,4m rồi. Đó, thì hôm nay anh em ạ, mình sẽ quyết định với mức vốn 2m anh em nhá. Nói chung là hôm qua cũng hơi căng một xíu cho nên hôm nay mình sẽ mang với mức vốn 2m anh em ạ. Đấy, sẽ săn xem sẽ thành công được như thế nào. Rồi anh em ơi, thì hiện tại thì mình đã về với một vụ đầu tiên rồi và tiếp tục đang thành công rồi anh em này. Đó, với một phút đầu tiên mà mình đã lên được trên 2m rồi. Đó, hơn 4m hiện tại rồi anh em ạ. Đó, mình thấy quá ok anh em nhá. Đó, thì mình sẽ duy trì vài lượt nữa anh em ạ. Đó, nếu như mà không ok thì mình sẽ giảm xuống với 100k và duy trì tiếp anh em nhá. À, mình sẽ không để mức với 250. À, nếu như mà mình để mức 250 nhiều quá mà không về hũ hỏa điểm thì chắc chắn là sẽ rất hào nhanh lắm anh em ạ. Đúng rồi, về 300 này. Nữa anh em ơi, tuyệt vời rồi. Hãy trở lại cho mình gần 4m ra rồi anh em này. Đó, như vậy là quá thành công rồi anh em ạ. Hãy xem hôm nay với mức vốn 2m mình sẽ săn được thành công như thế nào anh em ạ. À, nếu như mà may mắn thì sẽ lên được 5-7m đúng không anh em. Ở hiện tại thì hơi hao rồi anh em ơi, thì mình sẽ giảm xuống với mức 100k và tiếp tục duy trì nhá. Đó, nói chung là ngày nào cũng vậy anh em ạ, mình sẽ săn với 5 đến 10 phút thôi. Đó, nói chung mà thành công rồi thì mình sẽ nghỉ thôi, ok chưa? Còn rất ngày nào cũng vậy anh em ạ. Đúng rồi, quá wow, ok rồi. Hãy tiếp tục nhá. Rồi, tiến thêm lượt nữa anh em này. À, khó nhỉ. Tiếp tục rồi. Đúng rồi anh em ơi, quá tuyệt vời quá anh em ạ. Đã về cho mình giải vô địch luôn anh em này. Đúng rồi, lượt suýt đầu tiên. Đúng anh em ơi, về góc rồi nhá. Và nếu như mà mình thành công khoảng tầm 3 lượt ở suýt này thì chắc chắn là mình sẽ lên được khoảng tầm trên 1m anh em ạ. Đúng rồi, 2 lượt rồi anh em ơi. Lượt thứ 3 có thành công cho mình không? Được góc luôn anh em nhá. Anh em này, đấy sởi ơi, tuyệt vời luôn anh em ạ. Thứ 3 rồi anh em ơi. Vậy là thành công 3 lượt được 1m2 anh em ạ. Đó, như vậy là quá ok rồi anh em nhá. Thì hiện tại thì mình vẫn đang được trên 4m thôi. Nhưng mà chắc chắn mình phải giảm xuống với mức 250 thôi anh em ạ. Chắc chắn mình sẽ vẫn săn ở mức 250. Đúng rồi, hơn 700k luôn anh em ạ. Ấy sởi ơi, quá ok chưa. Đó, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục anh em nhá. Đây, thì chắc chắn mình sẽ vẫn là rồi 250 anh em ơi. Ok, không sao anh em ạ. Đấy, với 250 thì mình vẫn tiếp tục duy trì trên 5m nhá. Đúng rồi, 100 nữa. Rồi, 175 luôn anh em này. Úi giời ơi, hay rồi. Hay rồi anh em ạ. Đấy, 250 thì vẫn về 250 thôi. Nói chung là bây giờ mình sẽ săn khoảng tầm 2 đến 3 phút nữa thôi anh em ạ. Đó, nếu như mà khó quá thì mình sẽ hôm nay nó non nhẹ khoảng tầm trên 1m thôi anh em, đúng không ạ? Rồi anh em ơi, đã lên cho mình mục 5m rồi. Bày hũ luôn rồi anh em ạ. Trời ơi, anh em thấy không ạ? Hiện tại là 21:45 anh em nhá. Đó, anh em thấy không ạ? Đó, khung giờ quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Rồi, tiếp tục anh em này. À, mình sẽ giảm xuống ở mức 100k và tiếp tục duy trì nhá. Rồi, ok anh em ạ, duy trì khoảng tầm trên 5m là ok rồi. Bởi vì mình cũng đã nói rồi, nếu như mà thành công được nhiều thì chỉ có được trên 5m thôi. Đó, nhưng mà mình sẽ đến với phương án 250 tiếp anh em nhá. Hơi gấp một chút xíu nữa này. Đúng rồi, lượt đầu tiên.
Trời ơi, không nổi 100k luôn anh em này. Ồ anh em ạ, như vậy là hao 150 rồi. Chắc chắn dưới 4 mét là chắc chắn rồi anh em ạ. Sao săn ra máy lượt thêm thế nào đó anh em nhá. Rồi, tiếp này. Rồi. Đó thì anh em thấy không ạ? Nói chung là không phải là mang vốn lớn vào mà thành công lớn đâu anh em nhá. Bởi vì anh em lớn thì anh em săn lớn thôi. Anh em bé anh em săn bé thôi đúng không ạ? Nói chung là non non khoảng tầm ngày một vài mét là quá ok rồi đúng không anh em? Đó thì 250 thì mình vẫn không thành công được lớn lắm anh em ạ. Thì bây giờ mình sẽ quyết định săn mức 2500 luôn anh em nhá. Đó thì mình sẽ bỏ qua với 250 luôn anh em này. Lượt gấp đầu tiên với 500 nhá. Hãy chỉ mong về huy cho mình là ok rồi. Hãy không về huy anh em ạ. Như vậy là về được 200. Mình hao hẳn 300 luôn anh em ơi. Quá căng luôn thật sự. Khả năng là mình sẽ đến với phương án 1 mét luôn anh em này. Nói chung mà không thành công thì mình về hẳn 1 mét coi như mình nghỉ luôn anh em đúng không ạ? Coi như là hôm nay mình huề thôi. Ui giời ơi, mức 500 anh em ơi. Lượt chít đầu tiên cho mình với mức 500 rồi anh em ạ. 2 mét, 250k luôn. Ok rồi anh em ạ. Vậy là thành công lên được gần 6 mét anh em nhá. Đó, như vậy là hôm nay với mức vốn mang 2 mét vào thành công lên được 6 mét là quá ok rồi. Chào anh em nhá.